Đầu trận cộng lương chiêu 1, tác động vật lý liên tục vào người của Eco. Đam rất đam, đau rất đau. Trả lại tôi cái nội tại thứ ba nhưng mà không sao, tôi vẫn đôm được. Tóc biến chạy đến từ vị trí của Eco. Mày giờ thử quay lại coi. Anh chạm vô mày một cái nên mày không tê tê. Anh thua gì cũng thua. À what's up anh em. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chơi đại ca đi đường mid với Eco nha anh em ơi. Lên nhẹ cái bộ trang bị sát lực đấm cho nó phê. Và anh em đang xem clip có cần add với skin tốc chiến thì tôi có add với skin nha anh em ơi. Thank you anh em. Rồi trở lại với khu vực đường mid, tôi đang farm giả quà di quý thì anh Ban Đà Thọt xuất hiện và lấy đi mạng của Eco. Đó đã phá vỡ thế trận cân bằng. Ây da, tại sao lại làm như vậy? Hồi trước khi một lát sau thì Eco đã xuất hiện lại rồi, nhưng mà Thọt hành cấp lưỡng giới đồng quy để lấy giáp ăn lính. Rồi mắc chiêu 2 nhá, anh kéo mày ra này. Đầy cây nộ một đấm bình thiên hạ. Hơi bị thốn nhá. Nếu mà bỏ qua cho Eco thì nó kỳ quá. Vừa cộng ulti xong thì chuẩn bị là tôi bay vô trụ luôn nha anh em ơi. Eco chưa có ulti mà mình đâu có gì phải xoắn. Dạ sớ. Đó là hành động đặt chiêu 2 nhưng mà không biết Eco đặt vào đâu. Có Master Z ở đâu đó mới thấy cái mặt. Nhưng mà mọi thứ nó không quan trọng. No problem, no problem. Tóc biến ulti vào trụ, sau đó kéo mình đấm cho Eco một cái khiến cho em nó lâm vào trạng thái tới nãy. Rồi sau đó trụ cũng nhém tuần viên. Món đầu tiên tôi lên đó là chính là gươm suy vong nha anh em. Mình thử sát lực mà mình lên gươm suy vong cho nó cháy. Eco này còn ulti cho nên là tôi phải vè chừng một tí, chứ nãy giờ mà chú xài ulti rồi là anh bem chú rồi. Tóc biến ma thuật nhưng mà chưa tới tầm, kéo chỉ có bầy lính mà thôi. Eco chiêu 3 vào. Ai da, mày muốn chơi với anh sao? Một đúp bình thiên hạ. Ây da, lấy một lượng máu khá là lớn nhưng mà Eco đã tóc biến bỏ đi. Cái thiêu đốt của tôi cũng không lấy được mạng của Eco. Khó chứ, vô cùng luôn ý. Rồi trong lúc Eco về thì anh Master Zen ra anh farm hộ. Thế là rừng của tôi thấy bất bình đã xuất hiện và tương trợ. Cây nỏ của tôi hơi vàng thì tôi một đúp bình thiên hạ. Nhưng mà người ăn lại là Bander Thọt. Ây da, khó chịu vậy anh hai. Ủa chú khê, cũng trong mùa thu năm đó tôi xuất hiện ở đây mà anh Eco đi gần vô trong bụi là biết sắp có cái gì ở trong đó rồi đó. Đó chính là có anh Master Z. Đành lòng thôi, đây là thế bí, tôi sẽ chọn Cena anh Master Z ra đường mid. Bày cây nộ rồi, đó sẽ là một đúp bình thiên hạ nhưng mà chưa đủ đam để mà có thể lấy mạng của Eco. À không sao, no problem, no problem. Rồi lên sát lực thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái nấm đấm thép anh em à. Chạm vào đâu thốn ở đó. Cái trụ thường ngày đấm vô kêu bon bon bon, bữa nay đấm vô nó kêu là chiếm có nói. Quả chữ này chứ. Sau đó trải qua một số giao tranh thì tôi đã 1-4 rồi. Lý do là gì anh có biết không? Ây cha, thì chúng ta không có được cái lượng mà tăng đó anh em à. Vào giao tranh người ta sờ tôi một cái là tôi nửa cây máu rồi. Khó chịu vô cùng chưa. Nhưng chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần tàn nhưng không phế, không đầu hàng trước số phận. Ăn con rồng băng giúp tem mình. Đó là tóc biến qua kéo đến từ vị trí của tôi, đấm 2 cái vào người của em. Zenith nhưng thật sự là 4 cái. Đấm 4 cái là đau ghê chưa. Bồi thêm 2 cái nữa là nằm luôn. Master Z mà nhìn điểu anh phải không. John Cena kéo lại bằng chiêu 3, chạm vào người của em mấy cái thôi là cái máu của em nó vực không phanh. Nó giật không phanh. Sau cái súng hải tặc để có thể đếm người ta một cái là 99 đam ngập mồm thì tôi sẽ lên cho mình một cây là lời nhắc tử vong. Nói chung là khó chịu vô cùng đó mà. Ở thứ khe, lúc này đồng đội của tôi ăn được Baron Nashor rồi. Tôi cảm thấy trong người nó cuồn cuộn một cái niềm sức mạnh, nỗi niềm dân trào mà không biết từ bao giờ nó đã có mặt ở đây. Phát hiện có giao tranh vô cùng căng cọt, tôi cùng hai cái nắm đấm của mình đã xuất hiện ở khu vực đường dưới để giúp đỡ anh em. Đó là tóc biến ulti đến từ vị trí của tôi, một đúp bình thiên hạ nhưng mấy thằng khứa kia đi quá xa, tôi không thể nào mà chạm tới nó được. Sờ qua anh sẽ là một cái tay phải vào trong ba sườn trái của em và một cái tay trái vào trong hạ bộ của em, lấy thành công mạng của sờ qua anh. 99 đam ngập mồm. Chưa dừng lại ở đó đâu, mặc dù đã hết máu tôi vẫn ở lại. Thế là Master Z xuất hiện, Master Z alpha vào người tôi, đồn vô lục cực mạnh khiến cho Master Z phải lâm vào trạng thái tới nãy. Và lúc này vô nè đã đẩy đường trên rồi, cùng với đó là Ban đã thọt đẩy đường dưới. Tôi vừa xuất hiện trở lại thì tôi sẽ đẩy cái đường giữa. Rồi tính ra là bên tay bên kia nó đi hết rồi, mình chỉ cần đẩy đường lên là win thôi. Nhưng mà trong cái thời gian mà tôi đẩy lên tới trên đó thì có thể là hai trong số 3-5 thằng này nó sẽ hồi sinh, chỉ còn lại hai người anh em trên kia là niềm hy vọng cuối cùng lớn lao bự chà bá của tôi thôi. Phải chưa? Chuyện gì cũng tới tôi chứ. Chuyện gì cũng tới tôi chứ. Lính đường giữa cũng tôi đẩy nè. Mấy khứa này đẩy được đâu. Mà nói thật sự ra thì set lên cho mình cái sát lực thì anh em cũng có thể thấy là đấm đau thật. Nhưng bây giờ tổng quan giao tranh thì anh em cũng có thể thấy là set không tồn tại được lâu, bởi vì hơi ít máu một tí.
mới chạm cái là ra đi rồi, khó chơi vô cùng. Ok, lụm xong a chót, niềm hy vọng còn lại cuối cùng của team bên kia đã ra đi, thì lúc này chúng ta lại tự tin thêm phần nào. Mà thứ tôi muốn giờ đây nó chính là cái con rồng. Đúng về nó chính là con rồng. Trong lúc tôi đi về thì những người anh em xung quá vậy, tôi lên xong lời nhắc tử vong rồi nè. À, gặp ai đó tôi sẽ khều và bảo là: ê, tử vong chưa? Chưa hả? Tao nhắc mày nè. À, sao mà chứ. Ủa chú Khe đã có mặt ở khu vườn rồng ngàn tuổi. Master Z qua đây làm gì em? Chạm nhẹ 999 đàm ngập mồm. Adesinit bên kia thì đứng xả như lần đầu, cho nên là tôi phải đi vòng ra sao và chạm mặt với em nó. Tóc biến ma thuật chạm vào, chưa kịp chạm nó đi rồi. Ulti đến từ vị trí của tôi. Mày nè, mấy bồ tôi nhanh thế nha, chưa kịp làm gì mà nó đi hết rồi. Không sao, no problem. Như thế nó mới khỏe này mà, như thế nó mới khỏe. À, chót ở trên đang solo kill với Samira của tôi. Quái cá trưởng thì cá chứ, đó là cái kéo đến từ vị trí của tôi. Ở kìa, Brand nó lại làm hết. Nhưng mà không sao, win nha anh em à. Yes sir, và anh em thích video đừng quên bỏ lại một like, một share, subscribe cho tôi nha. Song ngữ nè: Lady and gentlemen, if you like my video, please team and thả team nha. Cảm ơn rất nhiều, thank you.